tất cả ông bà chị em đến trong nhà Chúa. I see some new faces. Tôi nhìn thấy một số những gương mặt mới và điều đó thật tốt. I wonder how many of you have read the Bible from cover to cover. Tôi muốn hỏi câu hỏi là bao nhiêu anh chị em ở đây đã đọc Kinh Thánh từ đầu trang trang đầu cho đến trang cuối. If you have, you will realize that there are some parts of the scripture that appear to be quite boring. Nếu anh chị em đọc như vậy thì anh chị em sẽ kinh nghiệm thấy là có một số những phần Kinh Thánh đọc khá là chán. And so many people skip these parts without looking at it. Nên khi họ đọc thấy chán như vậy thì họ lướt qua, không đọc nữa. But I want to tell you that every part of scripture is God breathed. Nhưng tôi muốn nói với ông bà anh chị em rằng mỗi một phần Kinh Thánh đều là sự hơi sống của Chúa thở vào. And therefore it is there for a purpose. Vì vậy mà những lời đó có ở đó là nhằm những mục, có những mục đích. So this morning we are going to look at one such passage. Nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào một đoạn Kinh Thánh giống như vậy. If you look at it, you will think there's nothing much in it. Khi bạn đọc đoạn Kinh Thánh đó, bạn thấy là ô, trong đoạn này chẳng có gì nhiều hết. This is the journey of Abraham. Đây là cái hành trình của Abraham thôi mà. From where he was born to when he ended up in the promised land. Từ khi ông sanh ra, nơi ông sanh ra cho đến khi ông kết thúc ở tại đất hứa. But as we look at this journey, nhưng đang khi chúng ta nhìn vào hành trình của ông, we realize that it speaks to us of our own journey. Thì chúng ta nhận thức ra rằng lời Kinh Thánh đó cũng nói về hành trình của chúng ta bước đi theo Chúa nữa. So I want you to turn to the book of Genesis. Nên tôi muốn ông bà anh chị em hãy cùng mở ra trong sách Sáng Thế Ký. Genesis chapter 11. Sáng Thế Ký đoạn 11. Beginning from verse 31. Bắt đầu từ câu. To Genesis chapter 12 and verse 10. 31 cho đến đoạn 12 câu 10. Xin chúng ta cùng đọc Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 31 cho đến qua đoạn 12 đến câu 10. Xin chúng ta bắt đầu. Thare dẫn Aram con trai mình, Lót con trai Aram cháu mình và Sarai với vợ Aram tức dâu mình đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Canđê, tạm qua xứ Canaan. Khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Thare hưởng thọ được 200 năm tuổi rồi qua đời tại Charan. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương, còn bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Lót đồng ý với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Abraham dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình và gã gia tài đã thâu lót và các đầy tớ đã được tại Charan từ đó ra để đi đến xứ Canaan, rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abraham trải qua xứ này đến cây địa phận của Môrê tại Sichem và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng: ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại phía tây có Bê-tên, phía đông có A-i. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu thẩm danh này. Kế sau Abraham vừa đi
vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên áp ra xuống xứ Ê-díp-tô và kiều hộ. Cảm ơn bạn. In Genesis chapter 11 and verse 31, trong sách Thế Ký đoạn 11 câu 31, we find that Abraham and his family were living in Ur of the Chaldees. Chúng ta tìm thấy là Abraham và gia đình của ông đang lìa khỏi xứ Ur là quê hương của họ. And then his father decided to move to another country. Rồi bây giờ cha của ông quyết định là chuyển đến một đất nước khác. Now it's a very strange decision. Và đây là một cái quyết định rất là kỳ lạ. Because Ur of the Chaldees is the most wealthy city in that area. Vì Ur, vùng Charan đó là cái thành phố giàu có nhất trong thời bấy giờ. It's like you living in Ho Chi Minh. Giống như bạn đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. And then your parents decided to move to Phnom Penh in Cambodia. Mà sau đó gia đình cha mẹ bạn lại quyết định đi lên Phnom Penh. Different country and poorer. Một đất nước khác rồi một nơi nghèo hơn. Why would the father go? Why would the father go to this different place? Nhưng mà tại sao cha của ông lại đi một đến một nơi khác như vậy? The Bible doesn't say so. Kinh Thánh không nói. But we realize that in this case Abraham had to follow his father. Nhưng mà chúng ta ý thức nhận ra rằng trong trường hợp này Abraham phải đi theo cha mình. He had no choice in this matter. Abraham không có sự chọn lựa nào trong vấn đề này. Father say go, they all follow. Nếu cha của ông nói là hãy đi thì tất cả gia đình đều đi. And this is the beginning of the spiritual journey of Abraham. Và đây cũng là cái hành trình thuộc linh của Abraham. And this is the spiritual journey of all of us. Và đây cũng chính là hành trình thuộc linh của tất cả chúng ta. At the beginning. Vào lúc ban đầu. We follow. Lúc ban đầu chúng ta đi theo. We don't decide what we want to do. Chúng ta không có quyết định gì về việc mình muốn làm gì. Because cả. As a babe in Christ. Vì với tư cách là một em bé ở trong Đấng Christ. We are dependent on those who are ahead of us to guide us, to lead us. Chúng ta dựa vào những người đã đi trước chúng ta để dẫn chúng ta, để dắt chúng ta. So at the beginning of our spiritual journey, we follow others. Nên vào lúc bắt đầu của hành trình thuộc linh của chúng ta thì chúng ta cứ đi theo. Abraham was trust into his destiny. Và Abraham ông tin cậy vào cái định mạng, cái số phận của ông. Without him realizing it. Nhưng mà cũng không hề nhận ra được mình là như vậy. He did not know that this place that he was supposed to go. Ông không hề biết về cái nơi mà ông sắp đến đó. Would be the promised land for him and his descendants. Sẽ là cái vùng đất hứa dành cho ông và cho dòng dõi của ông. But he took that first step. Nhưng ông vẫn bước đi cái bước đầu tiên đó. And the first step in God's plan for us. Và những bước đầu tiên mà trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mỗi cuộc đời chúng ta. It's just follow. Là chúng ta cứ đi theo này. Now the Bible says. Kinh Thánh nói rằng. When Abraham's father Terah. Khi mà Abraham đi theo Thare. Went to this place called Haran. Và đi tới một nơi gọi là Ur. He stopped there. Thì ngừng ở tại nơi đó. Doesn't say why he stopped. Cũng không nói tại sao lại ngừng. Maybe he was tired. Có thể tới đó là mệt rồi. Maybe there was something interesting in Haran. Hoặc có thể là tới nơi vùng Haran đó có cái gì lý thú. But whatever it is, he gave up his idea of continuing the journey. Nhưng mà dù cho điều gì xảy ra thì ông đã từ bỏ cái tư tưởng là đi tiếp rồi, tới đây ông muốn ngừng lại. You know, for every one of us. Anh chị em biết không, đối với mỗi một người trong chúng ta. In our walk with Christ. Trong chặng đường bước đi với Chúa của chúng ta. There will come many moments like this. Sẽ có nhiều cái giây phút giống như vậy. When we become distracted.
khi chúng ta trở nên bị lãng trí, chúng tôi không phải là sorry, khi chúng ta bị phân tâm và chúng ta đi lệch đường. When we become enticed by the things of the world, khi chúng ta bị giống như mọi điều của trần gian này nó trói cột chúng ta, and we decide not to continue our spiritual journey, và chúng ta quyết định là không tiếp tục cái hành trình thuộc linh của chúng ta đi theo Chúa nữa. What happens when we reach this stage? Thì điều gì xảy ra đây khi chúng ta đến cái một nơi như vậy? We need to realize that we have to move on from here. Đó là đến lúc đó chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta phải tiếp tục đi nữa. If you continue at this level of your spiritual walk, và nếu ông bà anh chị em cứ tiếp tục trong cái mức độ thuộc linh ở trong cuộc hành trình đó, you are never going to fulfill God's purpose for your life. Nếu bạn không tiếp tục như vậy thì bạn sẽ không bao giờ hoàn tất kế hoạch chương trình tốt lành của Chúa dành cho cuộc đời bạn. Abraham's father decided to stop. Và cha của Abraham là quyết định dừng lại. But God spoke to Abraham. Nhưng mà Chúa đã phán với anh Abraham. And in verse 4, và trong câu 4, the Bible says, Abraham went forth because the Lord had spoken to him. Hay là rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. He was not trapped in what other people were doing. Ông không bị mắc bẫy trong những gì mà ông thấy người khác đang làm. Because he received a specific purpose from God. Vì ông đã nhận được một cái mục đích rất là nhất định, rõ ràng, cụ thể từ nơi Chúa. Now I want you to see in Hebrews chapter 11 and verse 8. Bây giờ tôi muốn ông bà anh chị em hãy dỡ ra trong Hebrews đoạn 11 câu 8. What the Bible says about Abraham at this stage? Thì Kinh Thánh nói gì về Abraham ở vào cái chặng đường, ở cái phần đường này? Hebrews đoạn 11. Hebrews 11. Yeah, Hebrews đoạn 11 câu 8, xin chúng ta cùng đọc. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Bible says here, Abraham went out not knowing where he was going to go. Kinh Thánh nói rằng người đi mà không biết mình đi đâu. This is a man that is 75 years old. Và đây là một ông cụ già 75 tuổi rồi. He doesn't know how much longer he has to live. Ông cũng không biết là ông còn sống được bao lâu. He doesn't know where he is going. Mà bây giờ cũng không biết mình đi đâu. He doesn't know what he's supposed to do. Cũng không biết là mình phải làm gì. He only knows one thing. Chỉ biết một điều thôi. God told him to go. Là Chúa phán dạy ông là hãy đi. And so he went. Vì vậy nên ông đi. When God speaks to you, khi Chúa phán với anh chị em, God never reveals His whole purpose to you. Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ bày tỏ tất cả mục đích của Ngài dành cho ông bà chị em đâu. He only reveals a little bit. Ngài chỉ bày tỏ cho ông bà chị em một chút thôi. And you have to take that step to do what God tells you to do. Và ông bà chị em phải bước theo cái bước đó để bước theo những gì Chúa mở ra cho ông bà. And when you do that, và khi ông bà chị em làm như vậy, God reveals a little bit more. Thì Chúa lại bày tỏ một chút hơn nữa. And that's how you continue. Và đó là cách thể nào ông cứ bước tiếp tục. You move to the next level. Và bạn bước lên cái mức độ. The level of faith. Đó là cái mức độ của đức tin. At this level. Và ở trên cái mức độ này. You just believe what God says to you. Bạn, ông bà chị em chỉ tin cậy những gì Chúa phán dạy mình. Even though sometimes it sounds ridiculous. Và nhiều khi chúng ta đi như vậy, nhiều khi chúng ta bước đi như vậy nghe giống như nó rất là điên rồ. Just imagine God speaks to you today. Chúng ta hãy tưởng tượng đi, nếu tưởng tượng xem ngày hôm nay Chúa phán dạy ông bà chị em rằng. Tell him to go out of your house. Bảo ông bà chị em là hãy đi ra khỏi nhà con. You get on your motorcycle. Rồi bạn đi lên, leo lên xe. And then you wait. You do not know where you're going. Và bạn chờ đợi, không biết đi đâu đây. You do not know what you're supposed to do. Không biết mình phải làm gì. But God says go. Nhưng
Nhưng mà Chúa biểu đi. Will you go? Thì vậy ông bà chị em có đi không? Sounds a bit stupid, right? Chúng ta phải nghe sao nó mà ngu dại quá, làm sao làm được? And yet, Abraham obeyed. Nhưng mà dẫu vậy thì Abraham ông đã vâng lời. And because Abraham obeyed. Mà vì ông vâng lời Chúa như vậy. We find true Abraham. Chúng ta nhìn thấy qua Abraham. Came the chosen people. Đến một cái dân tộc được Chúa chọn. What is God's destiny for you? Vậy thì số phận hay là định mạng mà Chúa dành cho ông bà anh chị em là gì? Many of us do not know where we are going. Có rất nhiều người trong chúng ta không biết mình đang đi đâu. Because God never reveals everything. Vì Chúa không bao giờ bày tỏ hết từ đầu đến cuối cho chúng ta mọi sự. You know that I'm 65 years old now. Ông bà anh chị em biết không, bây giờ tôi 65 tuổi rồi. At many points in my life. Thì có nhiều điểm ở trong cuộc đời của tôi. God revealed new things for me to do. Chúa lại bày tỏ những điều mới mẻ cho tôi làm. Today. Ngày hôm nay. I feel a bit like Abraham. Tôi cảm thấy mình cũng hơi giống Abraham. Not knowing how many more years I have to live. Tôi không biết tôi sẽ được sống được bao nhiêu năm nữa. But I find that God is moving me into something new. Nhưng mà tôi khám phá thấy rằng Chúa đang di chuyển tôi tới với những điều mới mẻ. I do not know what the outcome will be. Tôi cũng không biết kết quả nó sẽ như thế nào. But because of the years of following Him. Nhưng mà xuyên suốt các năm tháng bước đi theo Ngài. When God says go, I just go. Thì khi Chúa bảo hãy đi thì tôi cứ đi thôi. I hope in your walk with Christ. Tôi hy vọng rằng trong chặng đường bước đi theo Chúa của ông bà chị em. This is what will happen to you. Đây cũng là những điều mà sẽ xảy ra trong bà chị em. Even though you do not know. Mặc dù ông bà chị em không biết rõ hết. When God says do it. Nhưng mà khi Chúa bảo con hãy làm đi. You just do it. Thì bạn cứ làm được. Amen. Amen không ạ? Now, Abraham moved out from Haran. Bây giờ Abraham đi ra khỏi xứ Haran. And then he went to the promised land. Ở sau đó ông đi đến đất hứa. He headed to Canaan. Ông hướng về xứ Canaan. By the way, you find in Genesis chapter 11 verse 3. Và luôn tiện ở đây nữa, chúng ta nhìn thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3. That's the story of the Tower of Babel. Đoạn 11 câu 3 có câu chuyện về tháp Ba Bên. Now why do all these people want to build this tower? Chúng ta có biết tại sao lúc bây giờ người ta muốn xây cái tháp cao như vậy không? Because they want to be known. Để họ muốn mọi người sẽ biết về họ. They want people to recognize, oh, I'm the one that built this tower. Họ muốn mọi người nhận ra rằng, oh, đây là những người đã xây cái tháp cao này. You know that same spirit is still with us today. Các bạn có biết không là một cái tâm linh như vậy vẫn còn ở với loài người chúng ta ngày hôm nay không? Many people still want to be recognized for their works. Có rất nhiều người họ luôn luôn muốn người khác phải nhận biết là công việc công lao của mình là làm như vậy. I have done this, I have done that. Phải là tôi là người đã làm cái này, tôi là người đã làm cái kia. So when people look at me. Nên để khi người ta nhìn vào tôi. What am I known for? Thì người ta sẽ biết tôi là gì. I'm known for having done this. Người ta sẽ biết là tôi là người đã làm cái này đây. But with Abraham is different. Nhưng mà đối với Abraham thì lại khác. He was not interested in being known for his works. Ông không có quan tâm về việc người ta biết đến ông về những công việc làm của ông. He only wants to be known for one thing. Ông chỉ muốn được biết về một điều mà thôi. Obedience. Là ông là người vâng lời Chúa. When God says, he obeys. Là khi Chúa phán dạy thì ông vâng lời. Amen. Amen không ông bà chị em. And we find that because of this. Và chúng ta khám phá thấy rằng vì cớ đó. God changed the name of Abraham. Chúa đã thay đổi cái tên của Abraham. To Abraham. Trở thành từ Abraham, Chúa đổi ông là Abraham. Abraham means noble father. Và
Abraham có nghĩa là cha cao quý. But Abraham. Nhưng còn tên Abraham. Means father of many. Thì có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. And so in Genesis chapter 17. Nên trong Sáng Thế Ký đoạn 17. Verse 4 to 5. Câu 4 đến câu 5. You find God saying this to Abraham. Chúng ta tìm thấy Chúa đã phán điều này với Abraham. Câu 4 to 5. Chúng ta hãy cùng đọc trong câu 4, câu 5 của đoạn 17. Chúng ta bắt đầu. Này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi. Vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Amen. The Bible says here. Kinh Thánh nói ở đây rằng. He will be a father of many nations. Là ông sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. This was given to him because he was obedient. Và lời hứa này được ban cho ông vì cớ ông đã vâng lời này. Sometimes when we obey God. Và nhiều lúc khi chúng ta vâng lời Chúa, we wonder why we are doing it. Chúng ta thắc mắc không biết tại sao mình làm như vậy. But I want to tell you that if you walk faithfully in God. Nhưng mà tôi muốn nói với ông bà chị em rằng nếu chúng ta bước đi một cách trung tín với Chúa như vậy, believing Him, obeying Him, tin cậy Ngài, vâng lời Ngài, what God has planned for you can be expanded. Thì những gì kế hoạch Chúa dành cho anh chị em sẽ mở rộng ra. And your destiny can be enlarged. Và số phận của ông bà anh chị em được mở rộng ra. Amen. 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 Abraham continued on the journey. Rồi Abraham cứ tiếp tục trong hành trình của ông. Moving from the level of faith. Đi từ mức độ này của đức tin. Now to another level. Và bây giờ bước tới một mức độ khác. This is the level of worship. Và đây đến đây là mức độ của sự thờ phượng. Now worship, I'm not talking about what happened at the beginning of this service. Và cái chữ thờ phượng mà tôi nói ở đây không hàm ý cái giờ thờ phượng chúng ta thờ phượng sáng nay đâu. Worship means a surrender of every part of your life to God. Nhưng mà sự thờ phượng có nghĩa là chúng ta dâng nộp tất cả mọi lãnh vực trong cuộc đời của bạn cho Chúa. You worship God with all of your life. Và chúng ta thờ phượng Chúa cả cuộc đời của mình với cả đời sống của mình. Bible says here that Abraham reached Canaan. Và ở đây Kinh Thánh ghi rằng Abraham đã đến xứ Canaan. He had arrived. Ông đã tới nơi rồi. Did he stop? Và tới nơi rồi thì có phải ông ngừng lại không? No, he continued on. Không, ông cứ tiếp tục bước tới. Many of us, when we reach the goal that God has set for us, có nhiều người trong chúng ta khi chúng ta đạt đến cái mục tiêu mà Chúa đã đặt ra cho chúng ta rồi. When we have achieved it, we sit back, oh, we relax. Khi chúng ta đã đạt được rồi, bây giờ chúng ta ngồi giảng xả, chúng ta nói, xong rồi. Oh, I've done it already. Tôi đã làm xong rồi. I want you to see that with Abraham, it was different. Nhưng tôi muốn nói cho ông bà anh chị em nhìn thấy rằng với Abraham thì lại khác. Abraham continued deep into Canaan. Là Abraham cứ tiếp tục đi sâu vào trong đất hứa. And he reached a place called Shechem. Và ông đến một nơi gọi là Shechem. And there the Lord spoke to him. Và tại nơi đó Chúa lại phán dạy với ông nữa. And he built an altar to God. Và ông lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. He built the altar because God spoke to him. Ông lập một bàn thờ cho Chúa vì Chúa đã phán với ông. And then he continued on his journey. Rồi sau đó ông lại tiếp tục hành trình của ông nữa. And then the Bible says. Rồi Kinh Thánh ghi rằng. He reached a mountain. Ông đến một cái núi. And at this mountain.
và ở ngay núi đó. He built another altar to God. Ông lại lập một bàn thờ khác cho Chúa nữa. But at this mountain, nhưng ở trên núi này, God did not speak to him. Chúa không phán lời nào cho ông. It means there is a progression of the spiritual level of Abraham. Điều đó có nghĩa là có một cái sự tấn tới trong cái mức độ thuộc linh, ở trong hành trình thuộc linh của Abraham bước đi với Chúa. God had to tell him what to do to worship him. Và Chúa phải phán dạy ông là ông phải làm gì để mà thờ phượng Ngài. But after his intimacy with God grew, nhưng mà sau khi ông bước vào trong nơi rất là khăng khít kết ước với Chúa một cách rất riêng tư như vậy ở dưới quyền chủ tể của Ngài, he began to worship God on his own. Ông trở thành người thờ phượng Chúa từ nơi tấm lòng riêng của ông. If you want to measure your spiritual level, nếu ông bà anh chị em muốn đo thử cái mức độ thuộc linh của mình, you can look at your own life. Thì ông bà anh chị em có thể nhìn vào chính cuộc đời của mình. In the beginning, lúc ban đầu bạn mới theo Chúa, you come to church because it's an obligation. Chúng ta đi đến nhà thờ vì là có mọi người ở đó. Come here for corporate worship. Tới đây để thờ phượng với chung với mọi người. Because, oh, Christians do it, so I must do it also. Vì ai cũng làm như vậy, tôi cũng làm như vậy. That's beginner's level. Và đó là cái mức độ mới ban đầu thôi. But after a while, we realize. Nhưng rồi sau một thời gian, chúng ta nhận ra rằng. I come because I want to. Tôi đến vì tôi muốn đến với. Not because I'm obliged to come. Chứ không phải là vì tôi buộc phải đến. Then we discover. Rồi sau đó chúng ta lại khám phá ra rằng. I don't worship God only in the church. Tôi không phải chỉ thờ phượng Chúa ở trong nhà thờ mà tôi đâu. I begin to worship God even in my own home. Tôi bắt đầu thờ phượng Chúa ngay cả ở nhà riêng mình. Then I can begin to worship God anywhere I am. Rồi sau đó bắt đầu thấy ổn, mình đi đâu mình cũng thờ phượng Chúa được. Why? Tại sao vậy? Because we begin to know more about God. Vì chúng ta mỗi ngày chúng ta bắt đầu biết rõ hơn một về Chúa nữa. We begin to grow in intimacy with Him. Chúng ta bắt đầu lớn lên trong đời sống tương giao riêng tư với Ngài. It's no longer an obligation. Nó không phải là một cái sự bắt buộc nữa. Now it's a pleasure. Nhưng bây giờ là một điều khoái lạc, vui mừng cho chúng ta. Amen. Amen không ạ? You know, you look at all this. Young people in love. Các bạn nhìn vào những đôi thanh niên nam nữ mà mới yêu nhau đó. What do they do? Họ làm gì? They spend a lot of time with each other. Họ dành nhiều thời giờ ở chung với nhau lắm. They want to know each other more. Muốn mỗi ngày càng quen biết nhau hơn. Why? Tại sao vậy? They want to become more intimate with each other. Họ muốn càng khăng khít với nhau hơn. It's the same with our relationship with God. Cũng giống y như vậy với mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. The more intimate we become with Him, chúng ta càng có thời giờ riêng tư với Chúa hơn. The more we want to know Him, chúng ta lại càng muốn biết rõ Ngài hơn. The more we want to worship Him, chúng ta lại càng muốn thờ phượng Ngài hơn. After this, the Bible says, và sau đó thì Kinh Thánh nói rằng, Abraham began to move to the southern part of Canaan. Sau đó thì Abraham bắt đầu đi xuống phía nam của xứ Canaan. And then a famine came. Rồi bây giờ một cơn đói kém lớn xảy ra. You know what it speaks of? Các bạn, anh chị em có biết ở đây nói về điều gì không? In your Christian walk, ở trong đời sống Cơ Đốc bước đi với Chúa của chúng ta. Life is not smooth sailing. Thì cuộc đời không phải là một cái sự trôi đi một cách êm ả đâu. There will be times when you face difficulties. Sẽ có những lúc chúng ta đối diện với những sự khó khăn. There will be crises in your life. Sẽ có những cơn khủng hoảng đến trong cuộc đời của ông bà trẻ. It doesn't mean that because you are Christian. Và không phải vì cớ chúng ta là Cơ Đốc nhân như vậy thôi. All these things will not happen to you. Không phải vì chúng ta là con cái Chúa mà những điều khó khăn không đến với chúng ta đâu. It's not true.
Điều đó không được. We are like everybody else. Chúng ta cũng giống như tất cả mọi người khác. There are days when everything's so nice. Có những ngày mà mọi sự nó tuyệt vời hết. And there are other days when we have big, big problems. Nhưng mà lại có những ngày chúng ta gặp nan đề luôn. But in all of this, nhưng mà trong mọi cảnh ngộ như vậy, we need to learn one thing. Chúng ta cần phải học được một điều. When we are deep in trouble, khi chúng ta bị chìm sâu trong nan đề, we have to be dependent upon God. Chúng ta phải tin cậy nơi Chúa, dựa nơi Ngài. Now you look at Abraham. Bây giờ khi chúng ta nhìn vào Abraham, he's called the father of faith. Ông được gọi là ông tổ của đức tin hay là cha của đức tin. But when the famine came, nhưng mà khi cơn đói kém đến, he did not seek God. Ông không tìm cầu Chúa. He decided on his own. Ông tự quyết định. I'm going to Egypt. Ông nói là bây giờ mình phải đi xuống Egypto. Because there's food in Egypt. Vì ở xứ Egypto là có thức ăn. In other words, he's relying on his own self. Nói khác đi là ông dựa cậy nơi chính con người riêng của ông. God never told him to go Egypt. Mà Chúa không hề phán dạy ông là hãy đi xuống Egypto. And that's the beginning of his problems. Và nơi đó là khởi đầu của những nan đề của ông. Once we stray from the path of what God has set for us, một khi chúng ta đã đi lạc lệch cái con đường mà Chúa dành cho chúng ta, we find that there are more and more problems appearing in our life. Thì chúng ta sẽ thấy rằng càng thêm nan đề xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Now, if you know the story of King David, bây giờ nếu chúng ta biết câu chuyện về vua David, the Bible says in Second Samuel chapter 11. Kinh Thánh nói ở trong Samuel nhì đoạn 11. And verse 1. Và câu 1. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, David sai Joab cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Israel đánh giặc. Chúng cướp phá xứ dân Ammon và vây thành Rabba, nhưng vua David thì ở lại Jerusalem. Bible says here, Kinh Thánh nói ở đây, at the time when kings go out to battle, lúc cái năm mới khi mà các vua đi ra tranh chiến, where was David? Thì David ở đâu? He was in Jerusalem. Ông lại ở lại trong Jerusalem. He's supposed to go out into battle. Ông đáng lẽ phải đi ra trong chiến trận. Bible says when kings go out to battle. Và Kinh Thánh ghi lại là khi các vua đi ra để đánh trận, he thought, oh, no problem, this one easy battle. Thì ông nói rằng, ô không sao đâu, ta không cần phải đánh trận. So I sent my general. Ta chỉ gửi các tướng của mình đi thôi. He did not go where he was supposed to go. Là ông đã không đi ra đến cái nơi mà ông đáng lẽ ông phải đi. And because of this, và vì cớ đó, disaster struck. Tai họa đã đổ đến ông. He was walking on his rooftops. Một ngày kia ông đang đi ở trên lầu cao, ở trên cái mái nhà của mình. And he saw this beautiful woman, Bathsheba. Và ông nhìn thấy một người phụ nữ là Bathsheba rất là xinh đẹp. Bible says he lusted after her. Kinh Thánh nói rằng ông tham muốn người nữ đó. His desire, sinful desire for this woman came. Mong ước tội lỗi đối với người phụ nữ này đến trên ông. This was a married woman. Và đây là người phụ nữ đã có chồng rồi. But he still wanted her. Nhưng mà ông vẫn muốn có người phụ nữ đó. So he arranged for the husband to die in battle. Nên ông đã sắp đặt để cho chồng của người nữ này phải chết trong chiến trận. What does this speak of? Điều này nói ra điều gì? When we stray from the path of God, khi chúng ta đi lạc khỏi con đường mà Chúa dành cho chúng ta, we begin to do more and more sinful things. Thì chúng ta bắt đầu làm thêm những điều tội lỗi nữa. Where are we today? Chúng ta đang ở đâu ngày hôm nay? Are we where we are supposed to be? Chúng ta có đang ở cái nơi mà mình đáng phải ở không? God has a plan for you. Chúa có một kế hoạch cho ông bạn chị em. Are you following that plan?
chúng ta có đang bước theo cái kế hoạch đó không? Or have you decided to take your own path? Hay là ông bạn chị em đã quyết định bước theo con đường riêng của mình rồi? If you are walking on your own, nếu chúng ta bước đi theo con đường riêng của mình, you will end up like Abraham. Chúng ta sẽ kết thúc giống như Abraham. You will end up like King David. Chúng ta sẽ kết thúc giống như David. But nhưng if you look at the scripture, chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, there's hope for us. Vẫn còn hy vọng cho chúng ta. Abraham went into Egypt. Abraham đã đi xuống Ai Cập. He lied. Ông đã phải nói dối. Oh, this woman is not my wife. Oh, người nữ này không phải vợ tôi đâu. Because she was so beautiful. Vì vợ ông rất là xinh đẹp. He was afraid. Và ông sợ. The people would kill him and take his wife. Người ta sẽ giết ông và cướp vợ của ông. That is my sister. Nên ông nói với mọi người, đây bà này là em gái tôi. And true enough, the Pharaoh, the king, took away his wife. Và đúng như vậy, ông vua ông nói là em gái ngươi hả? Thôi ta lấy. God appeared to Pharaoh in a dream. Nhưng mà Chúa đã hiện ra với Pharaoh trong một giấc mơ. He gave him a warning. Và cho ông một cái lời cảnh báo. You touch that woman and you're dead. Ngươi đụng đến người đàn bà đó, ngươi sẽ chết. So quickly Pharaoh sent away. Nên nhanh chóng ông Pharaoh sợ quá là phải sai họ đi ra. Abraham Sarai sent them all away. Cho mấy người này đi ra khỏi vùng đất này của chúng ta đi. And then the Bible says Abraham returned to where he was supposed to be. Và rồi Kinh Thánh nói rằng Abraham đã trở về cái nơi mà ông phải đi. He went back to the place where he built an altar to God. Ông trở về cái nơi mà ông đã lập một bàn thờ cho Chúa. If we have gone away from God, nếu chúng ta đã đi khỏi xa cách Chúa rồi, we need to turn back. Chúng ta cần phải đi quay trở lại. You look at the life of Abraham. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của Abraham đi. You realize something interesting. Chúng ta sẽ nhận ra có những điều rất là lý thú. In Genesis chapter 12 and verse 3. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3. This is the promise God made to Abraham. Và đây chính là lời hứa mà Chúa đã hứa cho Abraham. In you all the families of the earth will be blessed. Ở trong câu 3 nói rằng ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. This is a great promise to Abraham. Đây là một lời hứa rất là lớn lao cho Abraham. But when he strayed from it, nhưng mà khi ông đi lạc khỏi con đường của Chúa dành cho ông, this promise could not be realized. Thì cái lời hứa không thể nào hiện thực được. But when he came back, nhưng mà khi ông quay trở lại trên con đường đó, the promise came back to him. Thì mọi lời hứa đó trở lại trên cuộc đời ông. Amen. Amen. If you are not where you are supposed to be today, nếu ngày hôm nay ông bà anh chị em không ở đúng nơi mà đáng lẽ mình phải ở, I want to encourage you. Thì tôi muốn khích lệ ông bà anh chị em. To seek God. Hãy tìm kiếm Chúa đi. To ask Him where you are today. Và hỏi với Ngài rằng, Chúa ơi, hôm nay con đang ở đâu? Are you pleasing Him? Bạn đang ở chỗ đẹp lòng Ngài không? Or are you doing things your own way? Hay bạn đang làm những cái điều mà theo ý riêng của mình? If you are walking with God right here, right now. Nếu bây giờ ông bạn chị em đang cùng đi với Chúa, I also want to encourage you. Thì tôi cũng muốn khích lệ ông bạn chị em. Don't stop here. Đừng ngừng lại, đừng dừng lại ở đây. Your journey is for as long as you are here on earth. Cuộc hành trình của anh và ông bạn chị em đi với Chúa thì nó cứ tiếp tục ngày nào chúng ta vẫn còn sống trên đất này. You are not going to reach your destination until the day you die. Là chúng ta sẽ không đến cái nơi đến của mình cho đến chừng nào chúng ta chết, lúc đó mới là đã đến nơi. If you are young, nếu bạn đang bạn chị em đang còn trẻ, you have many years ahead of you to fulfill your destiny. Thì còn rất nhiều năm tháng
để làm trọn cái định mạng Chúa dành cho bạn. Don't let it be taken away from you. Chúng ta đừng để những cái điều đó bị cướp mất khỏi bạn. If you are older, còn nếu chúng ta là người lớn tuổi hơn, I see at least one person older than me here. Tôi thấy có một người là lớn hơn tôi ở đây, đó là ông cụ ba của mục sư Đức. And yet, this man is a great encouragement to me. Nhưng mà ông là một nguồn khích lệ rất lớn lao cho tôi. At 90 over years old, ông đã hơn 90 tuổi rồi. He was still doing evangelism. Ông vẫn đi truyền giáo. I think he's over 100 now. Và bây giờ ông hơn 100 tuổi rồi. More than 100 years old now. And yet, he's still walking faithfully with God. Và dẫu vậy, ông vẫn bước đi trung tín với Chúa. Let our spiritual journey be like Abraham. Hãy để cuộc đời thuộc linh của chúng ta giống như Abraham vậy. Continuously moving from one level to another. Cứ trung tín, bước đi với Chúa từ mức độ này tiến đến mức độ cao hơn nữa, cao hơn nữa. We will never reach the highest level. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến cái mức độ cao nhất. I'm sure at more than 100 years old. Tôi biết chắc là với độ tuổi là hơn 100 tuổi rồi. He will realize he's more intimate with God than he was in his 90s. Thì ông cụ Hòa ở đây sẽ nhận ý thức được rằng ông lại khăng khít với Chúa, kinh nghiệm Ngài một cách riêng tư hơn những năm trước đây của ông. Và đối với mỗi chúng ta cũng như vậy. We walk with God. Chúng ta càng bước đi với Chúa bao lâu, we continuously discover more and more about Him. Thì chúng ta lại càng khám phá ra nhiều điều hơn về Ngài. We have all of eternity to discover about God. Và chúng ta có cả một cõi đời đời để khám phá Chúa nữa. But we begin our walk here on earth. Nhưng mà chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đó với Ngài ở khi chúng ta đang ở trên đất này. So I urge you. Nên tôi thúc giục ông bà chị em. Be like Abraham. Hãy giống như Abraham. Continue to move from one spiritual level to another. Hãy tiếp tục đi từ mức độ thuộc linh này đi lên chốn mức độ thuộc linh cao hơn. Amen. 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 Let's pray. Xin chúng ta cầu nguyện. Father, we thank you, we praise you. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Ngài. We recognize you are faithful God. Chúng con nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. You have prepared many things for each one of us. Ngài đã chuẩn bị sẵn rất nhiều điều cho từng mỗi một chúng con. And sometimes we turn away from you. Và có nhiều lúc chúng con đã xoay bỏ khỏi Chúa. But you are the one that continues to draw us back. Nhưng Ngài luôn luôn kéo chúng con trở lại. And so I pray for my brothers and sisters here. Nên con cầu nguyện cho các anh em chị em con tại đây. Whatever stage of life they are in, họ dù họ đang bước đi với Chúa ở mức độ nào, that they walk in the days ahead, thì họ sẽ bước tới trong những ngày kế tiếp. The one that is full of joy, và con mong muốn họ sẽ nhìn thấy đầy dậy sự vui mừng. That is seek after you, và họ sẽ tìm kiếm Ngài. Lord, you will just open up to them. Và xin Ngài hãy mở chương trình của Ngài ra cho họ. Many things that you have prepared for them. Có rất nhiều điều mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho họ. Let their love for you grow even more. Và nguyện xin tình yêu của họ đối với Ngài càng gia tăng thêm nữa. That truly their lives will be a mighty witness to everyone else. Để thật sự cuộc đời của họ là một lời chứng mạnh mẽ cho tất cả mọi người xung quanh. Bless them now in Jesus' name. Xin Chúa Ngài chúc phước cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. 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 God bless you. Amen. Xin Chúa ban phước cho.